Vâng, xin kính chào anh Hồ Cường ở Đà Nẵng và xin kính chào tất cả các bạn. Hôm nay bên em sẽ test cho anh Hồ Cường một bộ mic không dây UHF màu vàng gold, loại hai tai mic mà chạy pin 1.650. Thì hiện tại sản phẩm này bên em đang cung cấp với giá của nó là 590.000. Nó sẽ bao gồm một cái bộ mic gồm hai tai mic, một cái mạch để thu bắt tín hiệu và một cái jack đơn 5 chân để anh về kết nối nguồn với kết nối tín hiệu nhé. Ok, với sản phẩm này thì nó bằng nhôm nguyên khối, bằng nhôm được gia cố rất là đẹp nhé. Ngoài ra nó có cả cái chế độ chỉnh tần số đó. Khi mua sản phẩm về, nhỡ may nào nó trùng một cái sản tần số nào đấy thì các bạn có thể điều chỉnh cái chế độ này nó khác đi để nó khác sóng đi nhé. Alo, alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alo, alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, alo. Cả hai tai mic hoạt động rất là tốt. Và nếu như các bạn có nhu cầu mua sản phẩm này, các bạn vui lòng liên hệ số điện thoại Zalo như trên tiêu đề video. Hoặc các bạn có thể truy cập vào channel Shopee Lazada. Các bạn tìm kiếm Shopee mình có tên là linh kiện 789 nhé. Đây là cái dấu ký hiệu trên cái tai mic của anh nhé. Nó hơi khó nhìn một tí. Còn đây là trên mạch. Ok, rất cảm ơn anh đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm bên em. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại những sản phẩm tiếp theo.